Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Các bạn không đang nhìn nhầm đâu, đây chính là server Hà Nội 2 của cụm server game thủ vn.net của chúng ta. Trước đây thì mình có sinh hoạt ở trên cụm Hà Nội và tất cả những cái video liên quan tới cụm Hà Nội đã đều được mình làm clip xoay quanh về những cái nội dung bàn tán tản mạn cũng như là soi những cái giá trị đồ của các game thủ top ở trong game. Trước đây cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng trước mình cũng đã có viết một cái bài viết ở trên cái chủ đề của cái topic của những cái bạn chơi cái server Hà Nội 2. Đó là mình cần mượn những cái thông tin account VIP ở bên cái server này để có thể làm những clip review tới mọi người những cái giá trị của cái server Hà Nội 2. Thực tế thì ở trên Hà Nội 1 để mà nói nếu mà làm về giá trị đồ xoay quanh các nhân vật top thì vẫn chưa hết đâu, vẫn chưa xong đâu. Tại vì Season 15 rất là nhiều những cái đổi mới, những cập nhật mới về hạng đồ cho nên là nếu mà có thời gian làm thì vẫn chưa thể hết được. Nhưng mà gần đây thì mình có được nhận được một thông tin phản hồi của một bạn đang chơi ở server Hà Nội 2 có liên hệ với mình, cũng muốn hợp tác với mình để làm ra những cái video tâm huyết lưu lại những cái giá trị của các bạn khi mà còn đang online cùng server, cũng như là cho cái kênh Mùa Hà Nội Xưa Và Nay có thêm nhiều những cái nội dung mới mẻ hơn để anh em cùng tham khảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cái video đầu tiên của Hà Nội 2. Tất nhiên rồi, cái server này thì mình cũng không có nắm bắt được nhiều những cái thông tin về on game cũng như là những cái quy trình phát triển server. Thì tất cả những cái chia sẻ của mình nó chỉ là ướm chừng trong khoảng nào đó thôi, chứ 100% chính xác thì mình sẽ không dám chắc đâu các bạn nhá. Nhưng có một cái thông tin rất là chắc chắn, đó là server Hà Nội 2 là cái server sát nhập của hai server, đó là Vương Quyền và Bá Vương. Đây là hai server mà đã được sát nhập lại. Thì hiện tại cụm server Hà Nội của chúng ta thì đang hoạt động trên ba cái cụm server, đó là Hà Nội 2 và Vương Mệnh. Vương Mệnh là server mới nhất được admin tung ra cho chúng ta trải nghiệm. Cái thời kỳ trước đây, thời kỳ gọi là hưng thịnh của MU, đặc biệt là đối với game thủ vn.net, thì admin có cái tốc độ phát triển server cũng như là tạo ra cơ số nhiều những server. Cơ số nhiều các bạn ạ. Ở ngày trước thì các bạn có cả những cái server như là Phục Hưng này, rồi rất là nhiều. Nói chung là cái thời điểm gần nhất đi thì chỉ có Hà Nội, Vương Quyền và Bá Vương. Sau đó thì phát triển thêm Vương Mệnh. Và sau này thì sau khi cái server Vương Quyền và Bá Vương cũng tương đối ít người chơi, admin đã gộp hai server này thành một server để cho dễ quản lý và vận hành, cũng như là có thêm những cái nguồn chi để có thể vận hành server để giúp game thủ có những phút giây trải nghiệm đồng hành cùng game. Và có một đặc điểm nữa mà mình biết ở trên cái server Hà Nội 2, đó là server Hà Nội và Hà Nội 2 admin là hai người khác nhau các bạn nhé. Admin là hai người khác nhau chứ không phải chung một admin. Đó, sẽ có hai người vận hành và quản lý server khác nhau. Đó là cái thông tin thứ hai. Và cái thứ ba đó là tất cả những cái giá trị đồ trên server này thì xin mời các bạn cùng đồng hành với mình trên nhân vật đầu tiên, đó là Legion, một trong những cái tên rất là đẹp ở trong lục địa MU. Ở cái bảng xếp hạng của server Hà Nội 2 thì mình cũng đã có xem qua một chút về cái thông tin cái bảng xếp hạng này.
Một cái bảng xếp hạng của server thì chúng ta sẽ có cái bảng của master này, sau đó là point. Đó. Master và point là hai cái chỉ số quan trọng nhất mà chúng ta sẽ soi. Master chính là điểm level thuộc tính. À, mình sẽ nói các bạn điểm skin ạ, level master, còn point là cái điểm dư. Và khi mà các bạn nhìn thấy cái bảng top point của server Hà Nội 2 ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy đó là max điểm đang là 46.500. Đó, max điểm là 46.500. Còn Hà Nội 1, Hà Nội của chúng ta thì phải hơn 100k cơ. Đó. Và cái số lần reset cũng như là cái điểm point dư các game thủ đuổi nhau rất là sát. Có chăng thì chúng ta sẽ hơn về point vợ chồng cũng như là cái master, cái điểm level master ở đây. Và cái điểm level thuộc tính các bạn có thể nhìn thấy cái chỉ số rất là khủng, lên tới 100 level thuộc tính này. Ở bên Hà Nội đang có 73 hay là bao nhiêu thôi, còn server này đã mở lên tới cái điểm level thuộc tính là 100. Đó, 8573 thì rất là nhiều các bạn nhá. Thì không biết là bên này thì cái giá trị để lên được cái level thuộc tính này nó có tốn kém không. Và có một cái mà chúng ta có thể quan sát ngay được, đó là cái bang hội ở trong cái server Hà Nội 2 này đang mạnh nhất là anh em CC, với chủ hội là Tiểu Lão Gia, thành viên là 61, sau đó đến bang hội Luxury và anh em LL này. Và khi mà mình nhìn vào cái bang hội này thì mình thấy nó cũng không có quá bị gọi là chênh lệch như server Hà Nội. Có nghĩa là những cái điểm reset của các bang hội nó cũng có cái thứ tự nó tương đối gần nhau. Còn về cái VIP thì các bạn có thể nhìn thấy đó là anh em CC với anh em LL đang gần như là toàn top thôi. Có cả bang hội Hưng Yên này, bang hội Mê Linh cũng như Huynh Đệ này. Anh em CC tương đối mạnh. Đó, anh em có thể nhìn thấy. Đấy là về cái tổng quan. Còn khi mà chúng ta đi soi vào cái giá trị account thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái in game để soi cái chỉ số của nhân vật này. Shop đồ của chú tể hay magic đây. Các bạn đang nhìn thấy tạo hình của bộ linh hồn đang được mặc trên nhân vật DK Legion các bạn nhé. Mình sẽ kiếm một cái góc view đẹp đẹp một chút. Ngồi ở thánh đường đi. Ok. Cái bạn chủ account Negan này có chia sẻ với mình đó là cái giá trị để đầu tư vào account của bạn thì cũng rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì bạn sẽ định giá ướm cái giá trị ở server hiện tại thôi. Tại vì là cái tiền đầu tư vào thì nó cũng rất là nhiều, không kể hết được. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái giá trị chung, cái giá trị chung của toàn server, chứ chúng ta không thể lấy cái giá trị mà khi chúng ta tạo ra cái item hoặc là mua cái item đó về được. Cái nhân vật của chúng ta với cái chỉ số thuộc tính là 85, các bạn thấy chỉ số thuộc tính là 85 mà không thấp một tí nào đâu. Rất là cao đấy. Có điều là cái về cái thông tin cái giá trị điểm root mà các bạn có thể lên được level này thì mình không biết bên này cái giá trị là cao không. Và điểm quả ở server Hà Nội 2 sẽ là max là 6.000, bản này cũng gần max rồi, 100 điểm nữa là max rồi. Về cái point dư của bạn này đang là 46.500. 46.500 cũng bằng với cái top 1 thôi. Rất là cao.
Với cái giá trị account thì chắc là các bạn đợi mình đến đoạn cuối video mình sẽ báo giá cái phần xác của nhân vật này trước. Chúng ta đi vào in tem trước đi, tại vì là bạn này bạn có gửi cho mình cái thông tin giá trị nhưng mà bạn quên không phím cho mình cái thông tin giá trị account để mình xem là nó có bao gồm những cái in tem như là nhẫn hậu thư với cả hậu vệ không. Tại vì những in tem này thường thì các bạn sẽ có cái giá trị đó là theo account hoặc là có thể giao dịch được. Tuy nhiên thì cái bộ đồ mà các bạn đang nhìn đây là bộ linh hồn của DK với hạng đồ 22. Bộ linh hồn của bạn này thì có 3 dòng X với dòng HP tối đa, giảm sát thương cũng như là phản hồi 5% sát thương về hứng chịu. Bộ này thì sẽ giúp chúng ta liên tưởng tới bộ đồ của DK một phát về làng ở bên server Hà Nội với 3 dòng X rất là ngon. Bộ này đang là bộ linh hồn chưa lên được bộ mắt xanh. Với cái số dòng khảm ở phía dưới đó là chúng ta sẽ có khảm 66155 này. 66855. 66855 và 66855. Cũng như là 66855. Vậy thì bạn này mới chỉ lên được cái áo là level 10 ở khảm ở khe thứ 3 ở khe nước. Ở đây thì mình sẽ trích dẫn một chút về cái thông tin khảm này, tại vì sao lại bạn ấy lại không có khảm đồng đều tất cả các viên lên 666 hoặc 777 hoặc 888. Cái điểm đầu tiên mà các bạn không khảm đấy đó là bạn kinh tế nó chưa có, thực tế luôn, kinh tế chưa có hoặc server đang chưa có nhiều ngọc để có thể làm nguyên liệu. Cái điểm thứ hai nữa đó là tại sao bạn lại ưu tiên khảm cái viên khe 3, đó là cái viên nước giảm sát thương cộng 13%. Tại vì trong cái bộ đồ K5 này, đây là dòng xịn sò nhất các bạn nhé. Dòng giảm sát thương là dòng xịn sò nhất và chúng ta sẽ ưu tiên khảm cái dòng này đầu tiên. Nếu có điều kiện thì các bạn nên K10 cho nó cũng được. Còn không, các bạn có thể sử dụng cái dòng giảm sát thương này với K8 cũng là rất là ngon rồi. Còn phía sau khi các bạn khảm cái dòng giảm sát thương ở cái viên nước khe thứ 3 ấy, thì sẽ có hai viên để các bạn ưu tiên tiếp. Đó là viên K5 ở khe 5. Các bạn có thể lên K8 hoặc là khe thứ 4, viên phản hồi sát thương. Các bạn có thể lên tới K8 cũng được. Phản hồi sát thương nghe đâu đó ở cái phiên bản Season 15 này là nên tối đa là 70%. 70% thì các bạn chỉ cần khảm cái viên khe 4, viên nước giảm sát thương lên tới K8. Các bạn nhân với những cái món đồ in tem trên người các bạn nên đến khoảng 70% là ok rồi. Không phải cố đu theo chen cũng như là đẩy cao hết cỡ lên. Tại vì là cái chi phí phải bỏ ra rất là cao. Bộ đồ linh hồn Exocet này với khảm K cũng tương đối cao, từ K6 đến K10. Mức giá của cái bộ in tem này là 200 triệu các bạn nhé. 200 triệu cho bộ đồ linh hồn của DK. Và mình nghĩ rằng cái bộ này thì ở trên server chắc không có nhiều. Mình sẽ soi một chút về cái bảng xếp hạng của một DK top nào đó đi, tiểu đạo gia đi, xem bạn ấy đang mặc in tem gì. Bạn này đã lên trang bị team bạc rồi các bạn này. Team bạc này thì ở trên server Hà Nội chưa có đâu, chỉ có server Hà Nội 2 mới được lên cái hạng này thôi. Nhưng bạn này thì bộ này thì sẽ không có exocet mà chỉ là socket thôi. Cũng khảm K8, K78. Vậy có nghĩa là cái hạng đồ ở bên server này cũng có cái chỉ số tương đối cao. Mắt xanh này. Mình dạo một vòng top để xem các bạn mặc đồ như nào. Bạn này đang mặc Hắc Thần. Hắc Thần nói chung là khi mà xem ba cái nhân vật top DK ấy, các bạn có thể thấy là bạn này đang có một bộ linh hồn gần như xịn nhất này. Tại vì là sao? Tại vì là bạn ấy là bộ linh hồn Exocet. Cái giá trị của một bộ Exocet nó khác hoàn toàn so với một cái bộ Socket thường các bạn nhé. Không có dòng X. Bên server Hà Nội đang có cái chương trình đổi Poizu. Đổi Poizu lấy cái dòng X ở cái đồ Socket này này.
Thì cái giá trị phải đổi cho cái gói Diamond mình không nhớ không nhầm đó là phải 25k dư. 25k dư. Đó, thì được một dòng trong cái ba cái dòng các bạn đang nhìn thấy là HP hoặc sát thương hoặc là 5% sát thương hứng chịu ấy. Nhưng mà đa số các game thủ sẽ chọn cái dòng giảm sát thương, dòng cộng 4% ấy. Đó, và 25 25k một 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 cái à đâu, không phải 25k. Mình xem lại xem nào. Tại vì bên server Hà Nội các bạn đang đổi rất là xôm nhé. Cái diễn đàn này, cái bài đăng của admin họ không ghim lên cái đầu trang, cho nên là mình tìm lại cái bài của anh ta rất là khó. Đây rồi. Đây. Sẽ có rất là nhiều những cái gói đổi cho các nhân vật với cái hạng gọi là với cái chỉ số point khác nhau. Nhưng mà mình nhớ không nhầm có một gói đó là gói Diamond. Gói gold này thì không phải. Có một cái gói mà sẽ trừ cái điểm dư của nhân vật trên 100k dư này. Đó. Được cái dòng X đấy và các game thủ bên server Hà Nội đang đổi rất là nhiều. Tại vì là bản chất của cái cột bảng C của chúng ta ấy, admin cũng chỉ có cái bộ code đó là max là 65.000 không trăm bao nhiêu điểm ấy. Thì bây giờ khi các bạn dư cái điểm này ra các bạn sẽ không làm gì cả. Vì thế là admin sẽ cho chúng ta quy đổi sang cái item VIP. Bộ linh hồn Exocet khảm K cũng đang là tương đối nhộn nhoạn từ 6, 8, 10, mức giá là 200 triệu. Theo mình lướt qua một chút thì thấy bộ này đang gần như là VIP nhất rồi. Tuy nhiên để thăng được hạng bộ này lên tới mắt xanh và tim bạc thì cũng hơi bị tốn máu một chút. Hơi bị tốn máu đó các bạn nhé, không đơn giản đâu. Rồi, cái bộ kiếm mắt xanh ở đây thì các bạn đã nhìn thấy đó là bộ kiếm mắt xanh. Ở đây chúng ta chỉ có cái kiếm mắt xanh này thì là kiếm X này, kiếm X. Kiếm X thì sẽ có 4 khe với cái level khảm là K10 và 8, 3 viên 10, 1 viên 8. Nhưng mà được hai dòng rất là xịn, đó là tăng sát thương hoàn hảo cộng 10% và tăng sát thương sức tấn công cộng 2%. Cộng 15 đã lên dòng tím, dòng SD, dòng cam đầy đủ hết, dòng vàng đầy đủ hết. Đây là con kiếm bên tay trái, còn đây là con kiếm bên tay phải. Con kiếm bên tay phải thì chỉ là một con kiếm exocet thôi. Chỉ là một con kiếm exocet thôi. Nhưng cũng đã lên tới hạng mắt xanh. Ở trên server này thì cái đồ siêu socket có vẻ là không có hay là hơi hiếm thì phải, tại vì các game thủ top mình chưa thấy có bạn nào cầm, chắc là phải làm thêm những nhân vật khác của các tộc phái khác mới trải nghiệm được. Tại vì là bản chất tại sao mình không nắm được cái thông tin này, tại vì mình không chơi server này, cũng không chơi với một bạn nào đang online server này để có thể hỏi. Cái bạn cung cấp nick cho mình thì bạn cũng rất là bận. Cặp kiếm này trông đều đều như thế thôi các bạn, nhưng cũng mức giá là 80 triệu đó các bạn nhé. 80 triệu cho cặp kiếm này. Thực tế thì con kiếm này cũng tương đối ngon này. Nó có hai dòng X, nó có 4 khe và đã khảm 3 khe đầu là K10. Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo, tăng tấn công kỹ năng và tăng sát thương phép thuật vật lý mỗi level 20 điểm. Ba dòng rất là xịn nha. Và dòng nữa cuối cùng đó là dòng tăng tốc độ tấn công, thì dòng này thì không cần thiết lắm để phải lên K8, tại vì là cái tốc độ thì nó cũng không không quá xịn trong cái bản này đâu. Đây là quan điểm cá nhân của mình, còn bên này thì không có gì cả. Thậm chí bên này cái like còn đang ốp mới có một viên, mới cộng 8 thôi, chưa mắc. Mắc là 24 đối với vũ khí. 80 triệu cho cặp kiếm này. Mắt xanh. Đổi map tí. Áp lực quá. Báo giá cho các bạn mà mình cũng thấy áp lực. Sang bên này nghe cô Tiên gửi đàn tí nhá. Rồi. Bộ cánh nhập thể cộng 15 full này mức giá là 20 triệu.
cũng bằng với server Hà Nội, trong khoảng đó khoảng từ 18 đến 20 triệu. Cánh thế hệ thứ tư full với 7 dòng. Còn bộ sách thuộc tính Kundun này đã kích ẩn 2 dòng này. Các bạn có thể nhìn thấy đã kích ẩn 2 dòng này. Với cái khe với hạng 3, hai khe đầu với cấp độ 10 này. 773 770 770. Cái tất cả những cái viên linh thạch này nó đã kích hoạt ẩn cho cái quyển sách này với hai dòng, đó là Inhuman Dam cộng 1% và Inhuman Chris Dam cộng 10%. Nói chung để về tìm hiểu về cái quyển sách thuộc tính này thì các bạn cứ hình dung nó như là một cái item ấy. Tất cả những cái viên linh thạch này này nó sẽ là những cái dòng X, những dòng X, những dòng sát thương ấy mà nó add lên cái quyển sách này, và chúng ta sẽ được tính cái những cái dòng đó ở phía dưới này. Đơn giản như thế thôi. Quyển sách này bạn này nên mất 30 triệu. Thực tế là lên quyển sách này thì nó sẽ tốn hơn, nhưng mà định giá bây giờ thì là 30 triệu. Sách thuộc tính Kundun cộng 13. Nguyên tố lửa các bạn nhé. Bạn này đang chơi tăng cường kỹ năng thổi lửa, chúng ta gọi là kỹ năng xuyên hỏa khí đấy. Xuyên hỏa khí là một chiêu gọi là chọc gió. Trong gió, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng nguyên tố lửa, cho nên là cái gió của nó sẽ hình bão lửa. Đó các bạn nhìn chưa? Nó không màu xanh như cái chọc gió bình thường ngày xưa chúng ta chơi nữa. Nó sẽ hình cái gió đỏ, gió sa mạc. Và ở trên season 15 này đã có cái chiêu mà chọc áp thấp nhiệt đới với cả chọc bão nhá các bạn nhá. Mình có review ở trong cái phiên bản test ấy. Đó là DK đã có thêm chọc áp thấp nhiệt đới và chọc bão. Tuy nhiên thì rất là ít bạn chơi. Tại vì là cái chiêu đó nó không được mạnh, nó không được mạnh bằng cái chiêu xuyên hỏa khí này. Chọc rất là ngọt. Và cái map trời này thì chắc chỉ có top nên là thôi, chứ còn mấy các bạn tà tà thì nên đây quái nó nằm thịt ngay. Rồi mình sẽ để auto ở đây. À, chúng ta sẽ có thêm một bộ bông tai. Bộ bông tai này là bộ bông tai với cái hạng 21. Hai dòng thôi. Không có ba dòng. Nhưng bộ này bông tai này mình thấy hình như nó khác ở bên server Hà Nội. Đó là nó Việt hóa rồi các bạn ạ. Nó đang được Việt hóa rồi. Bộ này thì như bạn đó báo cho mình với cái thông tin đó là mức giá của nó là 20 triệu đấy các bạn nhá. 20 triệu cho bộ hai dòng này đấy. Bộ này nếu mà tính là bộ này hai dòng mà 20 triệu thì chát hơn bên Hà Nội. Hà Nội bộ hai dòng này thì chắc chỉ đâu đó khoảng dưới 20 triệu, 18 triệu, 16 triệu thôi. Nhưng mà được cái là bạn này cũng đã lên cộng 11 rồi. Và hình như đâu đó trên cái phiên bản trên cái server này thì đã có hạng thứ tư của bông tai rồi đấy. Nên hạng 22 thì phải. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có thêm một bộ nữa, đó là bộ Thánh thần. Thánh thần này thì khi các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ thấy nó cũng có dòng X, nhưng mà dòng thì không xịn bằng cái bộ linh hồn kia. Dòng này thì nó sẽ mất đi một cái dòng, đó là tăng SD tối đa cộng 2%. Tuy nhiên thì đây là đồ thuê các bạn nhé, đồ có hạn. Các bạn nhìn thấy cái dòng đỏ kìa. Đồ này chắc bạn này đấu giá trong cái event nào đó thì admin cho dùng 1 năm đến ngày 16 tháng 2. Chắc là Tết vừa rồi đây. Đến ngày 16 tháng 2 năm sau là sẽ hết đi. Bộ này thì bây giờ thực tế thì khi mà đã mặc linh hồn này thì chắc bộ này cũng gọi là để cho trang trí ác thôi, chứ cũng không để làm cái gì cả. Và bộ này khi mà mặc đủ bộ này nên thì chúng ta sẽ có bốn cái dòng, thêm bốn cái dòng nữa. Bốn cái dòng đó là hai cái dòng đầu là kích hoạt bộ đồ xúc két đầy đủ món ấy. Đầy đủ 5 món ấy thì là sẽ là hai cái dòng tăng tỷ lệ x2 sát thương cộng 3%, có nghĩa là thêm 3% tỷ lệ nhân 2 sát thương lên, và thêm 1% tỷ lệ loại bỏ phòng thủ của đối phương. Còn thêm một cái dòng kích hoạt nữa, đó là kích hoạt hạng đồ hạng 21 đấy các bạn. Hạng đồ 21 này thì chúng ta sẽ có thêm dòng đó là kháng loại bỏ SD cộng 30%, tương đối cao, và tăng tỷ lệ hấp thụ sát thương PVP vào SD cộng 15%. Đó, đây là bộ thánh thần các bạn nhé. Đây là trang bị thánh thần.
Còn đây là trang bị linh hồn. Xem chỉ số nó có khác biệt nhiều không. Tỷ lệ cái hai cái dòng đầu thì hai cái dòng đầu nó giống y chang nhau, kích hoạt bộ đồ socket đủ 5 món thì giống chỉ số nhau, nhưng mà cái dòng phía dưới của cái hạng đồ 22 thì các bạn có thể nhìn thấy đó là tăng tỷ lệ hấp thụ sát thương PVP vào SD là cộng 20%, nó sẽ hơn 5% so với bộ thánh thần các bạn nhá. Map gì đây? Đây là party của mình đã gọi mình về đấy các bạn nhá. Đang gọi mình về cái điểm đang có cái sự kiện gì gì đó đây. Các bạn có thể thấy rất là đông. Các bạn cứ bảo server không người chơi. Rất là đông, tuy nhiên anh em auto hết. Ít người ta on máy, người ta chat trên kênh như các bạn đang chơi những cái server SS16 mà tự phát đó. Rồi. Thêm một bộ đồ nữa các bạn nhé. Thêm một bộ đồ nữa. Đó là bộ này thì server Hà Nội thì không có đâu. Không có bộ này. Bộ này là bộ thực tế là có nhưng mà không có kiểu như này. Bộ này các bạn đang nhìn thấy là bộ huyết thần, nhưng mà bộ huyết thần này là bộ đồ thần các bạn nhé. Bộ đồ thần. Đồ thần thì ở trên server Hà Nội hình như là không có cái nên tới cái bộ huyết thần với hắc thần đâu. Chỉ có những cái item ở phía dưới thôi, item lầm lởm thôi. Khi mà đeo cái bộ huyết thần này lên thì cái chỉ số hấp thụ sát thương PVP chúng ta chỉ có 5% thôi, và kháng loại bỏ SD có 10 thôi. Cái bộ huyết thần này nó có một cái nhược điểm, đó là khi các bạn không mặc đủ bộ đồ ấy thì các bạn sẽ không có kích hoạt cái hiệu ứng của bộ đồ. Các bạn nhìn bên tay phải của cái bộ đồ ấy, đó là hai item thì sẽ có thêm hai dòng xanh, mà thêm 3 item thì sẽ có thêm 2 dòng xanh nữa là 4. Và chúng ta phải mặc đủ bộ 4 item thì nó mới kích hoạt đầy đủ những cái dòng xanh của cái đồ thần này lên. Bộ huyết thần này thì bộ huyết thần này thì đang là hạng cộng 9. Thực tế thì bộ đồ thần này các bạn nên được cộng 15 thì nó rất là khó. Đây là cái event gì đây mà vừa vào đã thấy oẳng rồi các bạn. Mình sẽ phải lên ngay. Cho con này xuống. Đang đánh con gà xanh bot gì đây. Core Misfire xuất hiện tại lát. Ơ chứ. Được cái gì đây? Đây là cái item mà giết boss ra. Thì bây giờ cái con boss này thì sẽ được gọi là đưa lên cái trang đấu giá của server. Cái bộ đồ thần này như mình có trao đổi với các bạn account thì bạn bảo là cái đồ này chỉ để trên thôi, nó không có giá trị gì cả. Không có giá trị, nhưng mà đối với anh em mới chơi thì cũng là cả một bầu trời. Tuy nhiên là cái bộ này mà vứt cho anh em mới tạo nick thì chắc chỉ có khóc thôi. Tại vì cái level master tối thiểu mặc được bộ này là 400. Và các bạn cày đến bao giờ mới mắc được cái này. Và theo một cái thông tin nữa mình nhận được, đó là server này thì sẽ không có đồ vũ khí siêu socket đâu các bạn nhé. Không có đâu, hàng như thế này là hàng cũng đã xịn lắm rồi. Nếu mà hàng xịn hơn nữa thì sẽ có thêm 5 khe để khảm. Nhưng có một cái quyền trượng siêu socket, đó là quyền trượng của chúa tể. Nhưng mà trên season 15 này thì chúa tể hẹo rồi các bạn, yếu lắm.
DK trên cái bản này đang là hot nhất và mạnh nhất. DK top chọc chết cả chúa tể top các bạn nhá. Chúa tể trên bản này thì gần như là phế rồi. Tuy nhiên thì để mà chuyển mình từ một chúa tể top sang DK top ấy thì sẽ rất là khó. Cái câu chuyện khó ở đây nó không phải là cái câu chuyện mà chúng ta đổi tộc, mà câu chuyện khó ở đây là câu chuyện lấy đâu ra item VIP cho cái nhân vật đó mặc. Item VIP của mỗi hệ phái thì sẽ rơi vào tay một vài top đầu thôi, chứ không phải là có quá nhiều. Vì thế cho nên là khi các bạn top đã cầm thì mình muốn chuyển sang DK thì cũng phải là một cái bài toán gọi là trao đổi với nhau, cũng phải mất nhiều thời gian để có thể chuyển nhượng cái nô đồ đó. Còn nếu mà không có cái giá, không có cái thông tin chuyển nhượng thì tốt nhất là không nên sang làm gì. Tại vì nên sang, các bạn có sang DK thì cũng mềm như bún thôi, cũng không giải quyết gì cả. Nên season 15 thì mình cũng không có chơi nhiều, cho nên là cũng không nắm được những cái event hay sự kiện bên này, cũng như server Hà Nội nói chung chứ không phải riêng bên này. Mình sẽ đeo các con pet lên cho nó khỏe một chút. Mình đã có cái thông tin của giá trị account các bạn nhé. Account bạn này thì sẽ có một nhẫn hộ vệ siêu socket, một vòng cổ tâm thuật K5 phòng thủ khiên, hai nhẫn siêu socket và thêm một cái viên item là vòng cổ tâm thuật siêu socket nữa. Có nghĩa bạn này đang có một pen thủ và ba item công, bao gồm một pen công và hai ring công. Ba cái đồ công này cộng một đồ thủ này đi kèm với giá trị account với mức giá là 100 triệu các bạn nhá. 100 triệu đấy. 100 triệu này, 200 triệu này, 300 triệu này, 380 triệu này. Với đây là 20 đó là 400 triệu. 30 là 430 triệu. 20 là 450 triệu. 450 triệu cho account này. Cũng là một account top ở bên cái server Hà Nội 2. Ở bên server Hà Nội thì đang có nổi lên một cái bạn DK rất là hot. Chỉ sau DK một phát về nàng thôi. Đó là DK Chiến Thần. Và thời gian gần đây thì mình thấy các bạn có yêu cầu mình làm review về cái nhân vật cái bạn DK Chiến Thần đó rất là nhiều. Thực tế thì làm review cái item của bạn đấy thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Cơ bản là mình không quen bạn đó nên là sẽ không đốc account được. Nhưng mà các bạn có thể sử dụng cái cú pháp này để có thể review ngay cái giá trị đồ của bạn đấy. Đấy, cũng kiểu như này các bạn này. Xem thôi, chúng ta xem từ xa thôi. Không ai cấm được chúng ta xem những item kiểu như này. Nhưng mà chắc là phải để mấy hôm nữa. Và cái thứ hai nữa đó là các bạn yêu cầu mình làm video PK nhau, đánh nhau trong game ấy, thì mình cũng đã trả lời các bạn bao nhiêu lần rồi, đó là mình không có thời gian để làm đâu. Tại vì là những cái video mình gửi tới mọi người đa số là giúp mọi người hoài niệm về game, cũng như là nắm bắt được những cái giá trị item và tất cả anh em còn đang online trong game đồng hành với game. Còn nếu mà mọi người thấy những cái video của mình nó quá khó chịu hoặc là nó không có một cái chút gì đó để cuốn hút các bạn xem ấy, thì các bạn hủy đăng ký hoặc là tắt ngay video để giúp mình cũng được. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Tại vì những cái vấn đề mà các bạn yêu cầu mà khi mình không đáp ứng được thì các bạn rất là thông cảm. Còn có những bạn comment ở trên kênh đó là xem sang kênh của bạn DK Chiến Thần xem PK thích hơn, thì tất nhiên thì cái này thì các bạn cứ sang đấy mà xem thôi, chứ mình cũng đâu có cấm được các bạn đâu. Bạn DK Chiến Thần đấy, bạn cũng có cái tâm huyết về game, bạn cống hiến ở trong game, bạn lưu lại những cái video mà bạn đã PK nảy nửa trong game để sau này có thể bạn nghỉ game bạn sẽ xem lại. Cũng có một thời gian bạn đã rất là oanh liệt ở trong game và bạn chia sẻ với chúng ta thì các bạn cứ xem thôi, chứ không có gì mà phải so sánh ở đây cả. Thì bản chất cái kênh của mình như mình đã chia sẻ với các bạn ngay từ đầu, đó là hoài niệm MW Hà Nội xưa và nay, mà là hoài niệm về game.
là như thế thôi. Còn video PK thì rất là khó, tại vì bản chất mình cũng là người có công việc của mình rất là nhiều. Để mà ngồi được máy mà liên hệ với những bạn cầm nick cũng như là để trao đổi về những giá trị intem cũng như để xây dựng nên một video như này thì mình cũng đã phải mất cũng nhiều thời gian rồi. Và bây giờ các bạn yêu cầu mình ngồi mình PK rồi mình quay video clip chỉnh sửa lên cho các bạn xem thì rất là mất thời gian của mình. Cái đấy thì mình không đáp ứng được, mong các bạn hết sức là thông cảm. Video đầu tiên của mình ở trên server Hà Nội 2 cũng là một trong những người con của gamethủvn.net của mình về bạn DK Legion, một trong những cái tên rất là ấn tượng và đẹp. Đến đây là kết thúc rồi. Và hy vọng sau video này thì các bạn sẽ có thêm một cái thông tin mới về server thứ hai của chúng ta, server Hà Nội 2. Một trong những server mà cũng có cái thời gian phát triển rất là lâu, chỉ sau server Hà Nội thôi các bạn nhé, chỉ sau server Hà Nội thôi. Và sắp tới đây thì mình cũng sẽ có ra nhiều những cái video hơn về các nhân vật ở trong cái đang chơi ở server Hà Nội 2 này để các bạn cùng nắm bắt và theo dõi một cách chi tiết nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.